cá rồi. Xin chào các bác nhá, chào mừng các bác quay trở lại với kênh chim cảnh cá cảnh của em nhá. Hôm nay mời các bác đi câu cá sông. Hôm nay lại đúng cái điều kiện nước đang rất là chảy mạnh này các bác này. Chẳng nhẽ đi là lại đi về. Hôm nay cứ cố đấm ăn xôi câu tiếp các bác. Mồi trong trường hợp này phải trộn nó dẻo một chút quá nhá. Cứ vê vào thành chậu nhiều thì nó sẽ thành cái trạng thái dẻo như này. Câu để trị lại cái nước chảy. Và hôm nay khả năng câu cao là câu không dùng phao các bác. Mình câu bằng đầu cần luôn. Đầu cần giật thì giật cá các bác nhá. Lưỡi câu thì phải sử dụng, nhất định là phải sử dụng lưỡi có ngạnh rồi. Đấy, trường hợp này là cá nó đóng vào, nó giật vào đầu cần thì mình mới câu các bạn. Phao chỉ đây, chỉ neo khoảng 3g. Có sao dùng vậy các bác. Rồi, giờ mời các bác cùng ngắm cái đầu cần với em nhá. Câu không phao luôn xem nào. Nước đây nó chảy kinh thật. Ừ, này nước chảy. Nó, anh cũng định ngồi đây ấy. Nó mở cống hay sao ấy? Nó đang mở đây này. Cái cống con cũng mở, cống ngoài cũng mở. Ông anh em ra xong lại về mất rồi. Người gọi điện xong thì mình ra mất rồi. Con gác cần này là nhà em bán à? Vâng, nhà em bán. Bao nhiêu tiền đấy? 180. Bây giờ cũng hết rồi. Hết rồi. Vâng, còn cái gác inox thôi. Gác carbon thì nó chưa về mà. Cái này câu phải cho nó đầu cần nó ngửa lên cơ. Mạnh luôn. Cái chỗ vừa nãy của anh ấy, làm rổ vâng. Mát. Cắn mạnh phết đây. Ơ à, em thấy nó giật đầu cần phết đấy mà không phải cá hay sao ấy. Lạ thật. Sợ mắc cái gì xong nó giật. Khéo phải cầm tay vào mới biết được. Bắt mạch. Đánh mấy cái loại ngọn mềm mềm này thì mới nhìn được chứ. Vâng, ngọn cứng thì chịu ngọn rồi. Ngọn cứng như kia thì tôi chết luôn đấy. Nước chảy như kiểu suối vậy, như thác vậy. Mạch rồi, nó giật là mình đánh. Vâng, đúng rồi. Nếu mà đi đánh rô anh, đánh cước 08 thì nó ăn. Đây rồi. Cước 08 thì nó ăn, nhưng mà đánh sang dù 0.2 nó không ăn. Chép. Báo cá con đầu tiên các bác ơi. Câu không cần phao vẫn lên cá. Vào việc ngay. Thả hết xung động đã. Muốn nổ hay sao rồi thả vào tay ăn luôn. Không muốn giật đâu. Cá cắn rất mạnh các bác ơi. Đây cách chị cái tình trạng nước chảy là câu không có phao luôn quá, đánh một con cần mềm mềm nó 4H thôi. Cá ăn thì đầu cần nó sẽ giật. Bởi vì sao? Vì là nước chảy này thực ra là cái câu đài cái chỉ lực này hơi khó. Thực ra là phao nó khó, có phao nào nó chịu được nước chảy này. Nó chịu được thì nó cũng phải trôi dạt chứ nó không đứng được một chỗ quá. Cái nước chảy, cái lực chảy nó siết lắm. Có một cách cái phương pháp này câu cũng gọi là được chứ không hiểu là hiệu quả. Không có gì là hiệu quả với cái nước chảy này. Cái này chỉ ăn hên thôi. Tiếc là hôm nay mình không mặc cần ngắn, nếu đấy có cần ngắn đánh 36 dựa bờ ấy các. Nó cũng sẽ đỡ đi. 54 là nó hơi dài, phải đánh ra ngoài. Đấy là cách câu các cần, còn không thì mình câu nhạy hơn thì mình sẽ câu kiểu bắt mạch các ạ. Câu bắt mạch là câu như này. Nó sẽ hơi mỏi tay một tí thôi, nhưng mà câu cũng khá hiệu quả đấy. Bắt mạch là mình ném mồi ra này, xong mình sẽ cầm tay mình giữ cái cần như này các bạn. Nó ăn nó sẽ truyền thẳng vào tay mình ấy, là mình đánh. Cách này sẽ hiệu quả hơn cái gác cần, cái mà nó hơi mỏi tay. Trước em câu nhiều lần đánh cái kiểu bắt mạch này, đánh ngoài sông Hồng không tránh được nước chảy. Cá rồi. Chép tiếp các bác ơi. Hay quá nhỉ. Đấy.
câu không cần phao các bác nhá. Cái câu thế này thì mấy ông bán phao thì bán cho ai? Hai chép các bác ạ. Chờ một lúc sóng nó lặng đã rồi mình đánh tiếp các bác ơi. Đấy, hôm nay câu là không có tí xả nào các bác, nhưng mà cá nó vẫn ăn. Mồi này bản thân nó có cái độ thu hút cá nó đã tốt rồi, không phải xả. Cái ô thiên nhiên không phải xả, hoặc là có xả thì càng tốt. Xả thì anh em vê vào một ngón tay cái hoặc ngón chân cái ấy. Đấy, nó cứng mà. Xong rồi ném xuống các bác nhá, để nó lưu được lâu mùi vị. Nước tĩnh lại là đánh được rồi. Con cá ở đây nó cũng quen với cái thuyền cát này, vì nó đi lại nhiều, không sợ là nó nhát đâu. Cái nước chảy này ấy, thì nó lại tạo ra nhiều oxy dưới đáy các bác, cá nó ăn lại càng mạnh. Đánh lăng xê, lăng xiếc và có tí nước chảy này đánh nó hay hơn là đánh cái nước đứng. Câu đơn câu đài thì hơi khó tí rồi, vì bất lợi là nó phải dùng đến phao. Câu lăng xê như kiểu ngày hôm nay đánh lăng xê ở đây thì đẹp. Tiếc là không mang cái củ lăng xê nào đi đánh. Đánh cần tay đánh lăng xê vẫn được các bác nhá, vẫn bình thường. Ngày xưa câu cái kiểu này ở ngoài sông Hồng đó các bác. Ngày trước em ở cái nhà cũ ở chỗ gần sông Hồng ấy. Câu kiểu này ở sông Hồng để giữ rô phi này, mắc run và những rô phi rất hay. Thế là cái kiểu câu này cũng quen thuộc rồi. Nước ở sông Hồng nó liên tục chảy. Ngày mang vào sông này câu chép luôn cho nó rực rỡ. Cá rồi. Trôi. Rồi. Mãi được con trôi không ạ? Đây báo cá các bác này. Một trôi một rói, sấp đôi. Hai con luôn. Chờ mãi nó cũng được con cá ra hồn. Câu nước chảy là không có phao. Chỉ câu không cái này thôi. Đấy, bơi xuống. Một trôi một rói. Chép. Ông có hay câu cá không? Không. Không thì cháu bỏ cái mồi đi. Cá nó ăn. Vứt đi nha. Vâng, đi về không ạ? Câu vậy thôi. Giải trí tí vậy. Cháu bỏ nó đi. Cho cá nó ăn. Ra đây ngồi nóng mát, nhưng mà nó lại không có gió mấy. Nóng lắm. Nốt cái mồi cuối này được con gì thì được.
Vâng. Vâng ạ. Kết thúc buổi câu hôm nay các bác ạ. Hôm nay câu nước nó rất là chảy, nhưng mà cũng may mắn là được mấy con cá đây. Con trôi con cỡ 3-4 lạng. Mấy con chép các bác. Đấy, nước chảy anh em có thể áp dụng cái phương pháp câu không phao như này các bác nhá. Vâng. Ông lấy về thả ao không? Đấy toàn cá giống này. Ông kiếm cái túi bóng này con đổ cho. Đây, tặng ông để ông về ông nuôi. Hay cho lên để cho đổ cho nó đỡ nó ra ngoài. Đi câu gặp nước chảy thì cũng có thể là lên đi về thì tốt hơn, nhưng mà mình đến đây mình mất công, mình đến đây thì khá xa. Đến đây thì ngồi câu lại lúc cũng bắt mấy con giải trí quá. Bây giờ là cũng đến giờ đi về rồi. Với lại câu như vậy cũng không thích lắm đấy các bạn. Đi về thôi. Ngồi đây cũng thêm mất thêm thời gian đấy các bạn. Xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Hy vọng là đằng sau nước nó đẹp hơn thì mình sẽ đi săn hàng cho các bác xem nhé.